khảo sát thị trường xe cũ, không khó để tìm thấy Toyota Fortuner, lướt được giao bán với nhiều phiên bản và tình trạng khác nhau. Toyota Fortuner từng là tượng đài trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Ford Everest, Hyundai Santa Fe và Kia Sorento trong những năm gần đây đã làm giảm sự ưu ái dành cho Fortuner. Gần đây, một chiếc Fortuner đời 2021 đã đi 29.000 km, thuộc phiên bản MT, máy dầu đang được giao bán với giá hơn 800 triệu. Ở thời điểm năm 2021, phiên bản này có giá niêm yết 995 triệu, và tổng chi phí để xe có thể lăn bánh là hơn 1 tỷ mốt. Như vậy, sau gần 3 năm sử dụng, chiếc xe này đã hao mòn khoảng 300 triệu. Ưu điểm của Toyota Fortuner 2021 Một thiết kế và độ bền bỉ Toyota Fortuner là biểu tượng của thiết kế vững chắc, vượt thời gian. Mặc dù thiết kế không thường xuyên cập nhật, nhưng kiểu dáng cân đối của chiếc xe lại đem lại sự ổn định. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và hầm hố, Fortuner luôn được đánh giá là một mẫu SUV tiêu chuẩn. 2. Độ bền cao và chi phí bảo dưỡng thấp Động cơ Toyota Fortuner nổi tiếng lâu đời về độ bền, ít hư hỏng và chi phí bảo dưỡng thấp, làm nên danh tiếng nổi đồng cối đá của dòng xe này. Một chiếc Fortuner có thể hoạt động tốt từ 5 đến 7 năm nếu được bảo dưỡng định kỳ. 3. Động cơ máy dầu tiết kiệm nhiên liệu các phiên bản máy dầu của Fortuner được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt phù hợp khi vận hành trong điều kiện đô thị, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm xe 7 chỗ cũ để kinh doanh dịch vụ. Nhược điểm của Toyota Fortuner 2021. Một trang bị cơ bản so với mức giá. Toyota Fortuner có trang bị khá giản dị so với mức giá, đặc biệt là những phiên bản lắp ráp trong nước trước năm 2017. Hai động cơ có phần trễ, khả năng tăng tốc kém. Dù động cơ được đánh giá cao về độ bền, nhưng vẫn có thể gặp phải tình trạng máy chạy ý, gây khó khăn trong việc tăng tốc, đặc biệt là khi cần vượt hoặc di chuyển trên đường cao tốc. Dù còn những hạn chế, Toyota Fortuner cũ vẫn là một lựa chọn được đánh giá cao trong phân khúc xe SUV 7 chỗ cũ tầm trung. Với lịch sử đã chứng minh chất lượng bền bỉ, Fortuner vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV cũ chất lượng. M